Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông bà cô bác mặt ngoài đây à, đang đến đây tác nghiệp không có quậy phá gì, xin các vị lên tiếng chứng cho lòng thành. Chẳng khắc chung phần cốt. Hôm nay phần cốt ông chẳng khắc chung cũng lên tiếng quý vị nha, nhưng xin được cái số Zalo là 02 đó, ông lên tiếng cho diện 02 trùng với cái lòng của bà Ngọc Nữ luôn quý vị nha. Lẹ quý vị nha, chứng đứng là quý vị thấy không, đây là cái sự tâm linh mặc dù là cái miếng nó bị nghiêng xuống như thế này quý vị nha, cái chứng vẫn đứng như thế này là quý vị biết rồi, đó là cái tâm linh mình không có biết được. Do anh chị nào ngày mai tin tưởng miếu bà Ngọc Nữ ha, tập trung tham khảo lấy lọc lấy tài của bà ban cho, nhân cũng cầu mong bà sẽ chứng cho cái lòng thành kính của nhân, ban cho cái lọc cái tài này rực rỡ cho những anh chị nào tin tưởng cái tâm linh như tin tưởng miếu bà Ngọc Nữ có cái đồng ngăn để trang trải cuộc sống gia đình. Nhân giới thiệu đây là cái số Zalo của nhân, một lát Zalo nhân sẽ được nhập vô cái ngôi nhà màu nhân sẽ cầu thêm cái lọc ở trên cái số Zalo. Ngày mai anh chị nào cần thì cứ liên hệ qua cái số Zalo ở bên đây 0927654909, 0364035149 để nhân gửi lọc cho tham khảo thêm nữa, hoàn toàn miễn phí. Lọc thì tùy tâm, ai có lọc có tài, nhớ đến công sức cực khổ của nhân, phát tâm phát nguyện trả lễ nhan đèn tùy tâm nha. Đây là tượng ông Phật cười, bên đây là ông Phật ngọc thạch vàng đồng đó, đây rất đẹp quý vị nha. Rồi thì những anh chị nào đã đặt trước rồi thì bây giờ nhân sẽ cho quý vị xin trước. Thì đồ ở bên nhân quý vị nha, chuỗi thì được chị chú đó cộng với lá phép, và tượng thì được khai nhãn quý vị, nhân mới cho quý vị thỉnh nha. Đó quý vị thấy không, rất đẹp quý vị, ông Phật cười nha. Đây, anh chị có thể thỉnh về cho mình một ông ha, để ngay chính giữa ông thần tài ông thủ địa đó, để cho ông cười quý vị, cho nhà của mình nó thêm ấm cúng, mở ra thêm cái cung tài lập mới đó, đón lập mới năm 2024 ha. Trời ơi, rồi chuỗi bên nhân hiện tại thì cái sông chuỗi thì như thế này, cái gì mở ra thì nó sẽ được như thế này ha. Đó, nó sẽ có một cái là chúc, đây là tâm an ác sẽ bình an. Rồi quý vị dở lên, ở đây thì có hình mẹ Quan Âm, rồi có một cái bài chú dưới đây ha, và bên trong cái gì, bên trong thì cái gì nhìn thấy ha, chuỗi thì sẽ như thế này ha, có mặt Phật A Di Đà, hai mặt cái gì màu vàng, mại vàng nha. Đó, đặc biệt ở bên nhau đây. Rồi thì trong đây có cái lá phép cái gì nha, cái lá phép này thì nhân để như thế này, chị nào mà có mở ra xem thì mình để lại y vậy ha. Đó, khi mà quý vị không xài thì quý vị vô lòng đốt lá phép cho nhau ha. Đó thì hiện tại thì chủ nhà bên nhân thì hiện tại đang bán với giá là 300k, thì mình xài thì mình cũng có cái bài chú khi quý vị nhận được ha, đặt hàng của nhân nhận được rồi về nhà rồi quý vị tháo ra xem ha, thì nhắc máy lên điện thoại nha, nhân sẽ chỉ cho quý vị cái bài chú để mà mình khám cái gì thần linh, cái gì thổ thần ha, ông bà của bác và ngoài tại cũng đắt quý vị ở để giúp cho quý vị mình xài phép thì mình xài cũng đắt thì nó sẽ linh nghiệm thôi, có thờ thì sẽ có thiên đó. Nhà có mấy bác lớn tuổi nè, hoặc mấy anh tài xế lái xe đường xa rồi đó, hoặc ở nhà có cái bé rồi quý vị mới xanh mặt khóc lóc rồi đó, quý vị cũng có thể thỉnh ha đem về, tại vì cái này là trừ tà ha, phép là trừ tà quý vị nha. Đó là mang bán cái gì chặt được cái gì đó hoặc làm cái gì đó mà mình không thể nào mà giải quyết được không, đó gặp rắc rối chút giấy thỉnh với sinh tuổi bệnh nhân về đó, còn như đâu phép giấy tên tuổi quý vị này kia. Rồi thì quý vị thấy số hàng mà khách bên nhân thì quý vị nhìn thấy rồi, nhân hôm nay thì nhân giao đi mấy chuyến luôn gì, quý vị các bạn giao với nhau hoặc nhắn tin cho nhau rồi cho nhân biết địa chỉ, nhân bán cái giá là hiện tại nhân bán là 300.000 tham một sợi đó, bình an cầu sức khỏe gia đình làm ăn buôn bán cầu tài lộc. Thì quý vị đeo như thế này nha, đây đây quý vị, đây là nhân đeo mẫu cho quý vị xem nè, cái tay của nhân á đeo theo tùy cái tay quý vị, cái tay của nhân cũng bự lắm nha, mà nhân quấn 4 vòng như thế này đó, cái gì mình canh sau mấy cái hộp này nè, mình canh cho nó liền với nhau. Trên đây có cái mặt Phật thì quý vị vui lòng đeo kỹ kỹ quý vị ha, mình không đeo mình kiếm cái chỗ nào cao ráo sạch sẽ mình để đó. Còn về vấn đề cái lá phép thì khi quý vị nhận được xài cách xài thì nhân sẽ chỉ cho quý vị xài ha, bây giờ thì nhân không có nói trên đây được. Đây là thành quả của nhân trong suốt 3 năm nhân làm YouTube, tình thương quý vị dành cho nhân trong suốt 3 năm nhân làm ha, có được hai cái nút này cũng nhờ một phần quý vị thương mến xem kênh, ủng hộ, đăng ký, chia sẻ đó. Một lần nữa nhân xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành như xem kênh của nhân trong 3 năm vừa qua. Rồi anh chị nào có đặt thì nhanh tay nhắn vào cái số Zalo như cái số điện thoại của nhân để mà đặt ha, nhân sẽ tranh thủ cho những anh chị nào đặt sớm nhất gửi sớm nhất.
Chào tất cả quý vị đang xem mạng nhậu kênh Nhân Trần TV. Chúc tất cả quý vị ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Một ngày nữa đã khép lại quý vị nha, mình lại bước sang cái ngày mới nữa. Thì Nhân cũng mong toàn thể anh chị em cô bác đến với những kênh của Nhân, ai cũng có lộc có tài, ai cũng được vui vẻ. Thì hôm qua tại ngôi miếu bà Ngọc Nữ quý vị nha, Nhân có xin chúc quý vị cái lộc cái tài là còn 02 và còn 20. Thì bà Linh Thiên quý vị hôm nay giật dở ban cho mình cái lộc cái tài còn 02 và còn 20 chính xác luôn. Miền Nam mình giật dở còn 02 và còn 20. Ha. Rồi hôm nay anh chị nào có tham khảo cái lộc tại miếu bà Ngọc Nữ thì Nhân cũng xin chúc mừng cho. Hôm nay Nhân đem lòng thành kính quý vị quay trở lại miếu bà Ngọc Nữ để trả lễ cái lộc cái tài hôm qua Nhân đã xin được bà chứng cho. Ha. Nhân có thỉnh quý vị nha. Đây trái cây nha. Rồi giấy tiền bánh đó để mà trả lễ cho trước mặt quý vị. Đây là cái ngôi miếu bà Ngọc Nữ quý vị nha, để cầu lại cái lộc cái tài mới cho quý vị tham khảo lại ngày mai. Ngày mai thứ bảy quý vị nha, thứ bảy thì miền Nam của mình có thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Rồi hôm nay Nhân đi có mình quý vị nha, ai ở đâu mình tham khảo ở đó. Rồi lộc tâm linh thì Nhân cũng mong Nhân bỏ cái công sức cực khổ Nhân ra Nhân làm được các vị vong linh ông bà người ta chứng cho để ban lộc ban tài cho mỗi ngày, để anh chị nào xem tham khảo đâu đó có lộc có tài, có cái đồng ngăn trang trải cuộc sống gia đình thì Nhân mừng cho. Cái động lực lớn nhất của Nhân đó chính là được tất cả quý vị thương mến nha. Ai thích xem video của Nhân thì mình xem, còn quý vị nào không thích thì mình có thể mình lướt nhẹ qua, đừng nói lời cay đắng làm chi quý vị nha. Đã biết trần gian là quán trọ, thâm sân si tù quán để làm chi, thử ra ngồi dưới mộ người đi, hỏi họ mang theo được những gì. Đó, cuộc sống là gì quý vị nha, có sanh thì sẽ có tử thôi. Thôi số mà ngày về ngày khác quý vị nha. Anh chị nào hôm nay tham khảo cái lộc của bà Ngọc Nữ mình ăn được con 0220, một lần nữa xin chúc mừng. Và trên Zalo hôm nay Nhân xin trong cái ngôi nhà mồ quý vị nha, trong đó có 7 cái dòng linh thì Nhân cũng xin được con 02 nữa, nha, cũng giật dở luôn đó. Trên cái số Zalo 0927654909 ha. Do những anh chị nào chưa kết bạn với Nhân thì trên màn hình của quý vị hiện lên số Zalo của Nhân để gửi tặng cho quý vị những con bài con lộc Nhân làm trên cái Zalo mỗi ngày hoàn toàn miễn phí. Lộc thì tùy tâm, anh chị em nào có lộc có tài nhớ đến công sức cực khổ của Nhân, phát tâm phát nguyện trả lễ Nhan đèn thì tùy tâm, Nhân không có đòi hỏi quý vị nha. Quý vị thấy Nhân làm, Nhân cúng quý vị cũng nhìn thấy đó, thấy không? Đồ nhiều lắm quý vị nha. Tối nay xong cung miếu bà Ngọc Nữ thì chắc có thể Nhân sẽ có một chuyến đi xa quý vị nha. Nhân sẽ đi trong đêm luôn ha. Thì đi đâu thì chắc Nhân sẽ chưa có thông báo cho quý vị biết được, tại vì cái lịch trình của Nhân đi Nhân cũng không có thể nào biết được quý vị nha. Khi nào đến nơi thì Nhân sẽ nói cho quý vị biết Nhân đang ở đâu, không? Rồi thì cũng mong ha, mỗi một cái chuyến đi, mỗi một cái nơi Nhân đến sẽ được các vị vong linh ông bà chứng cho cái lòng thành của Nhân đến đem cái lòng thành kính để mà thứ nhất là cúng kiến để xin lộc xin tài, đem cái lòng của mình xin ông bà chứng cho mỗi ngày. Anh chị nào tin tưởng cái tâm linh Nhân làm thì tập trung tham khảo lấy lộc lấy tài mỗi ngày trên hai kênh của Nhân, Nhân Trần TV và Tâm Linh TV. Do anh chị nào mới vào chưa có like, mỗi người cho Nhân một like đi quý vị. Ai chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh đi quý vị nha. Ai chưa chia sẻ cái clip của Nhân lên. Ở đây cặp cái bờ sông quý vị nha, nói chung là sông lớn lắm nha, mũi không hồi quý vị, mũi quá mũi, ui chích mấy cái chân của Nhân quý vị nha. Thì cái bờ sông này lớn lắm, một năm nói chung là hàng trăm hàng ngàn vong linh quý vị nha, người ta từ những cái nơi xa người ta trôi dạt về đây, nói chung là nhiều lắm quý vị. Cũng như bà Ngọc Nữ không biết bà đã mắc ở đâu và trôi dạt về đây và ngự tại đây để mà độ cho con cháu trong gia đình được làm ăn suôn sẻ nè, thấy không? Rồi giờ thì Nhân không linh ta linh tinh nữa ha, tất cả quý vị hãy hướng mắt về miếu bà Ngọc Nữ và Nhân xin thỉnh đồ lên để làm lễ cúng bà tối nay ha. Chắc Nhân sẽ lắc xăm quý vị nha, Nhân xin xăm không xin trứng nữa nha. Lập bà Ngọc Nữ anh chị tin tưởng hôm qua Nhân có nói rồi, không? Bà cho rất là chính xác quý vị nha, những con tài con lộc bà cho là ít khi nào bị phản lắm quý vị, ít khi nào hị lắm, hị là thua đó. Rồi thôi xin chúc cho tất cả quý vị nha, có một buổi tối xem video clip của Nhân, phim ngắn của Nhân sẽ được vui vẻ và ngày mới ai cũng nhiều sức khỏe, ai cũng có lộc có tài. Rồi để không làm mất thời gian của tất cả quý vị thì Nhân cũng đã thỉnh đầu lên rồi quý vị nha. Đó Nhân thỉnh dĩa trái cây quý vị gồm ngũ quả là 5 loại, không? Rất là tươi luôn quý vị nhìn thấy. Giấy tiền bánh kẹo, không? Đây bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ tên Trần vào ngày 19 âm lịch năm 1996, hướng dương 31 tuổi. Rồi hôm qua con đến đây cầu được cái lộc cái tài được bà chứng cho, cho một cái
ban cho con cái lọc cái tài cái là chính xác. Nay con quay trở lại đây con trả lễ đem lòng thành kính cúi xin bà chứng cho lòng thành của con về đây thụ hưởng hương quả ban phước ban lộc ban tài mới lại cho con xin. Ấy ơi gì đây chắc phải cho đẹp rồi quý vị nha. Đó cúng thì mình phải chắc cho nó đẹp gọn gàng, thấy chưa, thấy không, đó rồi mồ hôi đổ nhẹp cho quý vị nha. Rồi đây là cái số Zalo số kính của nhân quý vị nha. Đó anh chị nào cần những con tài con lộc kính nhân làm mỗi ngày trên cái số Zalo của nhân thì cứ mạnh dạn nhắn tin kết bạn với nha. Nhân sẽ gửi lộc cho hôm nay Zalo của mình. Nhân cũng xin được con 02 luôn quý vị nha, trong cái khu nhà màu trùng dưới lập của bà Ngọc Nữ luôn, thấy không, chiến thắng rực rỡ trên cái Zalo luôn. Giờ để nhân làm lễ cúng cái quý vị nha, chị mấy quà bạn chịu like mỗi người cho nhân một like đi quý vị nha. Trời ơi mũi cắn đổ mồ hôi nhẹp hết trơn rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính đại đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh chư vị vong linh của bác ông bà chiến sĩ trần vong nơi đây, già trẻ bé lớn trai gái chức quan chức ức chức tức chức tự con không biết tuổi biết tên. Hôm nay thiện nam tính chủ con quay trở lại miếu bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ từ trần vào ngày 19 âm lịch năm 1996 hưởng dương 31 tuổi. Hôm nay con quay trở lại đây đem lòng thành kính trả lễ cái lộc hôm qua con đã xin được như ước nguyện. Năm nén hương đã thắp đèn đã sáng, cầu xin bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ cùng các vị vong linh của bác ông bà có sự hiện diện ở đây suy chắn là bước về đây thụ hưởng hương quả trái cây tươi bảnh dĩ tiền. Cầu xin ban lại cái lộc cái tài mới cho con vào ngày mùng 9 tháng 12 dương lịch năm Quý Mão trên những vùng miền của những công ty sổ số kiến thiết. Năm nén hương đã thắp đèn đã sáng, cuối sinh bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ cùng các vị vong linh ông bà của bác ở đây tối nay ban phước ban lộc ban tài cho con xin được cái lộc cầu được cái tài đúng ngày đúng giờ đúng tháng đúng năm, con giúp người giúp đời bớt đi cái khó khăn trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Mũi nó cắn ai da, mũi chích quá quý vị ơi, ai da mũi dữ trời ơi đổ mồ hôi nhẹp cho quý vị nha. Chơi mình để cho dâm lên ông bà người ta nhận hương khói lát đúng quý vị nha. Chứ mà quý vị đây là cái số Zalo số kính của nhân cũng như cái số điện thoại, những anh chị nào muốn liên lạc với nhân thì cứ điện qua hai số điện thoại này hoặc thỉnh những cái vật phẩm tâm linh bên nhân trần như chuỗi trầm hương mặt phạt mã vàng cộng với cái lá phép làm ăn buôn bán ai mà làm ăn chặt vuốt hoặc là không may mắn xui đó bị mắc tà khí nhiều quá đó, thỉnh về thì cho mình cái sợi dây chầm của gì mình đeo vô tay thì chắc tác dụng của việc đeo sủi trầm hương là mang đến cho mình phúc khí và chánh khí, mang đến cái tài cái lộc như cái sự may mắn có thời thì sẽ có thiên tin tưởng thì sẽ được thôi. Rất là nhiều anh chị ở bên nhân thỉnh chuỗi quý vị nha thì cũng được các vị thầy tổ của nhân cũng như ông bà người ta độ cho sẽ chuyển công việc làm được thuận lợi, thấy không. Rồi đây là cái số Zalo của nhân nha, anh chị cứ thỉnh thì điện thoại trực tiếp cho nhân lấy thông tin ngày tháng năm sinh, thấy không. Ây da, trời ơi, mũi nó cắn quá trời luôn. Đồ mồ hôi ướt nhẹp hết quý vị ơi. Đó, quý vị thấy không, có sướng vui gì đâu. Ây da, ướt nhẹp cho quý vị thấy. Nó nực quý vị nha, mồ hôi nó đổ rồi, cộng thêm mũi nó chích nữa, nó tê tê nữa. Ây da, đó, vậy đó mấy bà không thương. Xem mà còn cứ nói nặng nói nhẹ. Rồi làm cho cái người làm nghề như nhân quý vị nó rất là buồn. Thấy không, nhân làm nghề nhân không có mà xúi dục ai hết. Cũng không có lừa đảo gì của ai, anh chị cũng thấy tin tưởng nhân, tin tưởng cái tâm linh nhân làm, quý vị thấy không, qua nhân lại nhân sinh quý vị thấy không, hết cái tâm của mình thấy đồ nhân cúng nhân chặt lên quý vị nhìn thấy gọn gàng nhân nắp nhân cúng nhân giái quý vị cũng nhìn thấy rồi đó, thì nhân cũng mong cái lộc cái tài mỗi ngày nhân làm sẽ được những vị thần linh vong linh ông bà chứng cho để mà anh chị tham khảo cái lộc có tài có cuộc sống có đồng ngăn để trang trải cuộc sống gia đình đó, chứ nhân đâu có xúi dục hay là lừa đảo gì quý vị đâu. Thấy không, mình đừng nói lời cái đắng chi của gì, nhân làm nghề nhân buồn quá. Trời ơi, mình thích thì mình xem, không thích thì thôi mình kiếm cái khác xem, ai bắt buộc mình đâu, vô mình xem mình chửi người ta làm cái gì không biết. Tôi thiệt tôi buồn quá mà thiệt quý vị nha, thiệt nó nản thiệt.
Đó, quý vị thấy không? Đây, ướt mình ở trên nè, quý vị thấy không? Đi của mình nè. Rồi, giờ thì nhanh chuyển camera lại vào lá cây sâm cho quý vị tham khảo ngày mai tại miếu bà Ngọc Nữ, tập trung lên thuyền vào bờ. Rồi, nhân lát sâm quý vị nha. Đây, nhân lát sâm. Rồi. Mệt quá. Nhân kể quý vị nghe một câu chuyện. Quý vị biết cách đây nhiều năm về trước, nhân mơ một cái giấc mơ. Nhân nằm mơ quý vị nha. Ai mà nằm mơ mà thấy gãy răng đó quý vị, nó xui dữ lắm là xui nha. Thì mấy năm về trước nhân nằm mơ quý vị, nhân thấy gãy răng. Thì lúc đó anh ba con của người thứ hai, nhân kêu cậu hai, anh chết quý vị. Và tiếp sau đó thì nhân tiếp tục nằm mơ thấy gãy răng quý vị. Thì dì năm của nhân mắc quý vị. Và tiếp theo đó nhân nằm mơ nhân thấy gãy răng. Thì bác ba của nhân mắc quý vị nha. Và tiếp sau đó nhân tiếp tục nằm mơ gãy răng. Thì cậu bảy của nhân mắc quý vị. Đó. Và cách đây khoảng một ngày trước nhân tiếp tục nằm mơ thấy gãy răng nữa quý vị. Trời ơi, thiệt tình chứ. Không biết chuyện gì đến nữa đây. Thôi, giờ thì là quả thì không tránh khỏi, là phước thì mình hưởng thôi. Thấy không? Thì mình còn ở đây, mình quý vị còn nhìn xem clip của nhân coi mỗi ngày. Thấy không? Đó là cái niềm vui rồi. Thấy không? Mình nói lời cải đắng làm chi quý vị nha. Thấy không? Trời nào phụ kẻ có nhân người mà có đức muôn phần vinh hoa. Những người tâm địa gian tà cuối cùng nhận lấy toàn là đạo thương. Đó, thôi quý vị nha. Hôm nay mình còn nói chuyện như thế này. Quý vị còn nghe tiếng của nhân nói và coi clip của nhân. Thấy không? Có những khi quý vị xem thì cũng vui. Và có những khi tài lộc nó không như mình mong muốn, nhân sinh nó không được suôn sẻ đó, thì cũng mong quý vị hoan hỷ cho nhân nha. Đó, trời ơi. Rồi, tối nay tại miếu bà Ngọc Nữ em sẽ cầu được cái lộc cho quý vị ngày mai tham khảo ha. Tập trung lấy lộc lấy tài của bà ban cho. Cầu xin bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ hưởng dương 31 tuổi, chứng cho lòng thành của thiện nam tính chủ con đến đây. Xin lộc xin tài giúp đời giúp người, không có quậy phá gì. Xin bà chứng cho con về đây thụ hưởng hơn quả, bốc cho con cái lộc cái tài bằng số trên thẻ sâm này. Đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng, đúng năm. Chính những vùng miền, những công ty sổ số kiến thiết. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, bác cho mình cây sâm ốp quý vị nha. Cây sâm ốp thì nhân cũng chưa có nhìn thấy được cái con số luôn. Để nhân làm cây sâm lên nha. Rồi, công bố cho quý vị mình xem. Rồi, cây sâm quý vị. Trời ơi, tới công chuyện luôn. Ngày mai lên thuyền vào bờ với con số này nha quý vị nha. Lên thuyền vào bờ nha. Con 68 quý vị nha. Rồi, con 68 lộc lớn của mình. Quý vị có thể lấy cái vía của nhân. Nhân thứ 3. Quý vị lấy con 368, con 386. Do nhân chúc quý vị con 68 và con 86 ngày mai ha. Thành phố Long An, Bình Phước, Hậu Giang, miền Trung đêm thì có miền Bắc giật gỡ. Lên thuyền vào bờ tại miếu bà Ngọc Nữ quý vị nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nè quý vị không? Mặc dù là nhân đổ mồ hôi ướt nhẹp nhưng mà tự nhiên cái nhân lấy cây sâm ra quý vị nha. Cái đầu của nhân nó bị tê quý vị, cái môi của nhân nó bị giật luôn. Thấy ghê chưa? Rồi, lộc mà, số mà. Thấy không? Cũng mong nhân được có duyên tại miếu bà Ngọc Nữ được bà chứng cho, ban cho cái lộc cái tài này. Những anh chị nào xem được cái video này của nhân, ngày mai ai cũng có lộc có tài tại miếu bà Ngọc Nữ nha. Rồi, thì nhân cũng khá là mệt rồi quý vị. Còn bây giờ nhân xin chúc cho toàn thể anh chị em của bác trên kênh Nhân Trần Tử Vi như kênh Tâm Linh TV, ngày mai ai cũng có lộc có tài tại ngôi miếu bà Ngọc Nữ linh thiêng. Đó, cũng mong là cái lộc cái tài này tại miếu bà Ngọc Nữ tối đêm nay sẽ giúp tất cả quý vị có được cái đồng ngân để trang trải cuộc sống gia đình. Thấy không? Mua gạo, mua thóc, mua muối gì quý vị, mua tả, mua sữa gì đó. Ai nhớ đến công sức cực khổ của nhân, phát tâm khóc nguyện. Trên màn hình của quý vị có số tài khoản của nhân ha. Anh chị phụ nhân dĩa trái cây, bịch bánh, chung đèn cây gì đó. Đó là cái tấm lòng của quý vị gửi đến các vị vong linh ha. Phụ như nhân cũng nhân đèn. Thì nhân chân thành hoan hỷ và cảm ơn. Nhân không có xin quý vị nha. Đó thì lập thì tùy tâm. Anh chị nào phát tâm thì nhân hoan hỷ chân thành rất là cảm ơn. Rồi, một lần nữa chúc cho tất cả quý vị ngày mai ai cũng có lộc có tài tại miếu bà Ngọc Nữ. Xin chào và hẹn gặp lại.